để thử thách ăn mì cay, nhưng mà trời rất là mưa. Mình nghĩ thời tiết lạnh lạnh này để thử thách mì cay là đúng bài luôn á các bạn ơi. Dạo này mùa mưa lạnh quá các bạn ơi, đầu mình ướt chưa khô nè. Còn mình thì lên đây mình ăn mì cay mà bị mất mưa lạnh quá các bạn ơi, gần tới chỗ rồi mà mưa cái eo luôn. Nghe nói không lạnh không, không lạnh thì đâu phải uống nước đá vô cho đỡ lạnh. À đúng. Người cuối cùng ăn mì cay và hưởng bao nhiêu cho cô? Người cuối cùng ăn mì cay hôm nay sẽ được hưởng không thiếu đâu. Ủa cô, sữa này cô cho uống hả cô? Ừ. Đâu có, sữa này là dành cho những thành viên nào mà cay quá bỏ cuộc uống sữa vô cho đỡ cay. Thì hôm nay team mình có 8 thành viên thi nha. Ở đây là anh Trung ăn mì cay giỏi nhất cho anh Trung lụm giải quá à. Sai lầm rồi, còn anh Dương ở đây thì mình thấy bán có 7 cấp độ lận, nhưng mà mình cho team mình thi 4 cấp độ nha các bạn. Bây giờ trong tay cô có chuẩn bị cái phiếu thăm nè, tụi con sẽ bóc ngẫu nhiên từng cấp độ khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu thử thách được chưa? Dạ thôi, bắt mình đi cô, sẵn sàng đó cô. Để con xuống lên. Còn trước, còn trước. Ê, Vinh trước, cô, Vinh đi, Vinh. Rồi, Vinh trước đó Vinh. Nhìn chỗ khác nha. Gì đây? Đi coi. Mì thập cảm cấp độ 1. Wow, cũng được đó các bạn. Chúc mừng con nha Vinh. Rồi, tới Vinh. Đi con. Cái gì đây? May mắn lắm. Sao cái bố này rồi? Cấp 5. Cấp 4, học lớn rồi bạn xem nghe luôn. Mì thập cảm cấp độ 2. Chưa hết là cấp độ 2. 1, 2, 3, 4. Trời ơi. Lớn lên nè. Ơi, con nghe cấp độ 3, con thấy sốc qua nè mẹ. Mì bò cấp độ 3. Rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi, Vinh nói 4. 4 mà đi về luôn á. Chưa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Hai tờ, hai tờ, hai tờ, một tờ. Mì hải sản cấp độ 0. Xem hên dưới gì đó. Này gì đây? Thêm nữa. Hai tờ của mình quá đảo quá lạ. Rồi chừng thêm hai lượt cấp độ 4 nha. À, hai tờ luôn này coi. Hai tờ cấp 4, cấp 3 rồi. Đúng rồi. Bố tài để không? Làm gì mà tập trung vậy đó? Chỉ định người khác qua lửa. Ờ. Từ từ đi, anh chở thêm cái này nữa coi. Từ từ. Rùng quá dở không ra luôn coi. Mì bò cắt đậu mỡ. Ủa, được, được. Chỉ định nè. Cho mạnh đi. Cho mạnh nó được đi. Cũng được, cũng được, cũng được. Ok, cảm ơn Ngọc nha. Nè, vô. Đúng gì đây? Mì bò cắt đậu không? Lấm tay, lấm tay. Ngon. Mì thập cẩm cắt bối. Con đầu hàng. Con đầu hàng. Không ăn thử nè. Ngon cay lắm. Vậy em sợ hả? Vậy là người đầu tiên chưa được ăn nhưng mà bỏ cuộc đó là âm nha các bạn. Chung ăn cay giỏi mà vô cấp độ không nữa, chắc kỳ này Chung lụm cái giải quá. Chưa chắc nơi nơi hên xui. Còn em thì hồi đó giờ em ăn chỉ cấp độ 1 và giờ cấp độ 3. Không biết cay có nào nữa, để em ăn thử coi. Bây giờ mình sẽ nhờ quán làm mì đem ra cho team mình nha các bạn. Ok. Vòng đầu tiên bắt đầu. Phần của mình là mì hạp cẩm cấp độ 2 nha các bạn. Ở đây là chả, thịt bò, rồi viên, tôm, đây là sợi nấm kim châm. Rồi để mình húp thử miếng coi, thử lên là cay rồi đó. Thử rồi, con thấy cay rồi hả? Dạ. Cay vô. À, vừa ăn được. Còn mì của mình là mì bò cấp độ 3 nha các bạn. Đậu mình thì có bò viên nè, bò lát, rồi gao, đủ thứ. Đó, mình trộn lên để húp thử miếng nè. Chỉ nếm hơi mà nhanh mặt. Cay quá hả? Cấp độ 3 nó phải cay chứ con. Của mình là mì hạt cẩm giống Minh Dương, nhưng mà của mình là mì cấp độ 1. Bây giờ mình sẽ nếm hơi nè. Mình là cũng người là thích ăn cay lắm luôn. Ngon đi. Ủa sao nó cay vậy ta? Trời, mì em cấp độ 1 mà em còn ăn cay. Mì anh cấp độ 0 đây, em còn chưa ăn nữa nè. Em cấp độ 0 mà anh nổ nổ quá. Em cấp độ 3 nè. Ghê vậy. Thôi, mình ăn mì cay mình phải ăn kim châm nha các bạn. Kim chi. Em lộn chưa bắt béo quá à. Mì hải sản mình là có hai tôm chà bá nè. Wow. Rồi mấy cục bò viên nữa. Và mực nữa nha các bạn. Trời. Nó cũng thường à. Của mình là mì bò cấp độ 1 nha anh em. Đó, quá trời bò luôn nè. Bò lát hả? Quá. Của mình cũng giống y chang mấy người bên đây thôi, mà đặc biệt là bò nhiều thôi. Ôi, cấp độ 1, miếng nó có cay không các bạn ơi? Hối mùi vô thấy cay tới rồi đó. Mình. Rồi, mạnh sao mạnh, cầm tờ giấy không mạnh? Dạ
qua lửa cô ơi. Trời ơi, dòng mà này không là chịu. Của mình là mì bò cấp độ 0 nha các bạn. Đó, mì bò cấp độ 0 thì nó không có ớt sắc lát ở trên. Để hấp miếng nước thử nha. Ok. Quả ngon luôn. Này là chuyện nhỏ đó chứ Trung, mà Trung phải 3-4 mới được. Đúng rồi. Quá đã luôn rồi Trung ơi. Mặc dù con bỏ cuộc nhưng mà cô vẫn ưu tiên cho con cái tô mì cấp độ 0 nha. Cô. Dòng đầu tiên này thì cô không có tính thời gian nha, tụi con cứ thoải mái ăn nha. Mình có thể là ăn mì, ăn thịt đồ này kia đủ thứ nhưng mà có thể trừ nước lạ được. Ok. À. Cấp độ 3 cay quá các bạn ơi. Dạ, ăn hết hạ thì mẹ thấy màu đỏ chót rồi ra. Mình thấy nó cay á mẹ. Anh chú ăn cay mà anh. Nó ăn cấp độ 2. Nó dính dính kìa kìa. À, không dám hấp nước luôn. Em cấp độ 0 mà em làm gì em hạ hạ chứ vậy? Tại nó nóng anh. Trời ơi, em tưởng nó cay không à. Anh cấp độ 1 đây mà thở không nổi đây nè. Ủa, anh thở không nổi lấy cái chén tương ớt làm gì vậy? Đúng, đúng. Bò phải chấm với tương ớt ăn nó mới ngon em ơi. Ú, vậy hả? Đâu ông chấm ớt tương xem ơi. Hả? Hả? Thấy nhiều nhiều lên mới ngon không ơi. Có nhà chưa đủ đã đâu. Mình là chế hết nguyên cái chén nó mới ngon. Thịt bò là phải chấm với tương ớt. Vô thì bạn thấy chưa, quá là hấp dẫn luôn đó. Chấm nhiều nhiều nữa nè. Nhiều nhiều nữa nha. Ngon quá đó. Trời mưa này ăn mì cay là đúng hoài luôn á. Ngon mà anh chưa ăn được. Trời, tụi con cứ ăn thoải mái nha. Ok. Five minutes later. Ban hết rồi mẹ ơi. Wow. Rồi, vậy là Trang là người đầu tiên nha. Yeah. Ăn món cuộn cay quá mẹ ơi. Sao vậy? Nãy là lát còn mập tưởng nó không cay nhưng mà nó cay không tưởng luôn á. Vậy mà nãy còn thấy ăn cay. Rồi vậy là người thứ hai bỏ cuộc đó là Vinh nha các bạn. Sao nó cay vậy ta? Mình ăn cấp không mình còn cay nha các bạn. Ơi sao cái môi mình nó vừa vậy ta? Trời ơi, nó chét luôn rồi. Ông mới xăm môi đúng không? Sao cấp độ 1 mà nó cay quá vậy? Cuối cùng mình cũng ăn xong rồi. Yeah. Mình cay nhưng mà mình không có bỏ cuộc nha các bạn. À, à Trang vẫn tiếp tục phải không? Đúng, đúng. Rồi để con kiểm tra nha. Dạ. Rồi Trung xong rồi nè. Mình xong. Tất xong. Trang xong. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua lượt thứ hai nha. Dạ. Vòng thứ hai bắt đầu. Rồi vòng thứ hai bây giờ tới Trung nha. Ok. Rồi đi coi chúng cái gì đây. Để chúng ơi, để chúng ơi. Chúc. Đúng rồi, chơi đi em ơi. Đây, qua lượt nha. Qua lượt. Wow. Rồi, tới mạnh mình ơi. Ok cô. Đây, cái tờ bé bé xinh xinh. Trời lạnh quá, bùng lũng tay chân luôn. Mì hải sản cấp độ 2. Yeah. Được coi, được coi. Rồi. Mình giờ rung môi luôn à. Bốn mình ơi. Cấp 4 đâu. Mì bò cấp độ 2. Rồi, đất. Bùng lũng. Bốn đi, bốn đi. Cấp độ 4 đi. Ba. Mì hải sản cấp độ 3. Lục. Trang bốn đi, trang bốn đi. Bốn. Thì nãy ba và bốn hả? Thêm lượt. Hai phiếu luôn con. Thôi chứ mẹ, thôi chứ con. Hai phiếu quá. Dạ. Mì thập cẩm cấp độ 0. Wow. Rồi cũng được, cũng được. Cái phiếu thứ hai. Mì hải sản cấp độ 1. À. Con mà ăn ăn đồ cay cái cấp độ nữa chắc con thôi bỏ cuộc luôn quá. Cái này hơi xui con ơi. Cấp độ 4 á. Cấp độ 4 đi. Cấp độ 0 đi. Cấp độ 0. Rồi, số 1 đi nè. Số 1, số 4 vậy? Số 4 hay gì đó. Số 1, số 1. Mì thập cẩm cấp độ 1. Đỡ hơn chút xíu rồi. Mẹ ơi, con bỏ cuộc. Tại vì hồi nãy con ăn không cay giờ nó thấm vô cay quá. Với lại á, con ăn một tô nổi chứ hai tô cũng no lắm mẹ ơi. Mẹ nhìn thấy cái mặt em đỡ chét luôn kìa. Thấy chưa, em nói rồi, cay lắm. Nói chung là cái này á, tụi con ăn muốn dừng đúng lúc chứ đừng cố nha tụi con. Dạ. Rồi vậy là người bỏ cuộc tiếp theo đó là Trang. Tạm biệt với anh nha. Rồi còn ăn hình viên tụi con cơm là gọn gọn lên ngồi nha. Dạ. Ăn mì xong cay quá các bạn ơi, mình phải uống sữa mới được. Mẹ thấy con ăn xong cái tô mì cấp độ 3 là mẹ khâm phục con luôn á Trang. Dòng này á, cô thấy nhỏ nhất là cấp độ 1, 2, 3 chứ không có cấp độ 0 nữa nha mấy đứa. Dạ. Trời ơi, mì bốc khói luôn nè, để mình ăn thử coi. Ăn quá rồi. Đó, mình thử ăn mật coi. Trộn, trộn rau lên. Ừ. Mạnh ơi. Điều ngon, mở được coi. Mở hơi mắm mắm, ăn rõ lắm cô ơi. Mì bò nên mình chuyển qua bò viên mình ăn luôn nha các bạn. Đó các bạn nhìn nè, toàn là ớt không luôn. Ăn sao nổi trời, không biết qua nổi không. Ớt à, của em nè. Khắp mặt nó đều ớt luôn nè. Gì ghê vậy, còn biết là Đức ăn nổi không. Em ăn không nổi em bỏ cuộc đi. Yeah. Cay. Thôi em bỏ cuộc đi. Không. Múc lên coi nó cay tới cái nào. Ờ nó không lưỡi luôn. Cấp 3 rồi.
nhưng mà nó ngọt, nó không có cay dữ. Rồi bên sao bên lại cái giật thôi nãy giờ hoài. Con mới nếm con cá thôi là cái lưỡi con thấy tới chuyện rồi. Cái này là cô không ép nhà tụi con ăn không được thì mình nên dừng lượng sức của mình nha. Dạ. Mình sẽ đầu tôm phụ anh Mạnh nha các bạn. Đúng mà. Mình sẽ ngồi ở đây cổ vũ anh Mạnh. Cô làm anh ơi. Ôi, anh cũng ủng hộ anh hết trơn vậy. Mạnh là cô nghĩ chắc vòng này không bỏ đâu. Tại vì nãy giờ chưa được ăn, đang thèm nữa. Đúng rồi anh cô. Để cho phòng thi thứ hai này của mình kịch tính thì cô quy định như sau là người nào dừng ăn đầu tiên thì mấy cái người sau phải trong vòng 7 phút là tụi con mới ăn xong. Cô ơi, cô bỏ cuộc. Sao vậy đó? Cái cấp độ 3, không nổi luôn. Cái, con gấp cho cô xem. Ở đâu cũng ớt á. Đúng rồi, cô nghe thấy toàn ớt mà nghe mùi cũng ớt luôn. Cho con hộp sữa. Rồi, vậy là con bỏ cuộc không? Tức là người bỏ cuộc tiếp theo nữa các bạn. Rồi, chưa? Còn 4 thành viên còn lại. Cấp độ 3 đã cay rồi, nãy cấp độ 4 con bỏ cuộc rồi đúng rồi nha các bạn. Bây giờ tụi con dọn lại cho dễ quan sát nha. Dạ. Giờ còn 4 thành viên đó. Cố lên Mạnh ơi. Thấy người gì đâu mà Mạnh đó làm rồi Minh ơi. Cố lên. Anh đem đúng luôn cho nè. Thôi, được rồi em, từ. Anh ăn gạo cái. Ra con từ đầu nãy. Há miệng ra. Đúc đẹp ừ đúng rồi. Đó ăn đi. Nhanh lên. Cay quá các bạn ơi, cay mà tới nổi khe lưỡi. Anh ăn hết nguyên ngụm đó, em bấm vào nè. Ok. Đúng rồi. Cảm ơn cậu ơi. Đừng lên lên quá, cậu không kịp đâu. Em cũng là đang thi với nhau rồi. Rồi hết, bắt chơi. Cái này còn ra không cô ơi? Rồi thì cô bấm vào rồi đó. 7 phút Minh với lại Dương khoan hết tô mì nha. Rồi Minh Quỳ Thành. Còn có mày anh Dương à, cố lên anh Dương. 1 phút hay được với em Minh rồi. Cố lên anh ơi. Cố lên 30 lần. Trời ơi, còn lấy 6 phút lận. Anh Dương cứ thông hả mà ăn. Ừ, anh ăn sắp xong rồi. Rồi xong rồi. Rồi ở phút thứ 3 thì anh Dương cũng đã xong nha các bạn. Rồi mình sẽ tiếp tục vòng thứ 3 nha. Dạ. Nhưng mà bóng đang cấp độ cao chứ. Chứ tiêu quá, mình là bóng là tiêu luôn á. Thì hết xui thôi, sao cô biết được. Mì thập cẩm cấp độ 3. Rồi. Xong rồi. Cảm ơn Minh. Mì. Rồi cấp độ 1 rồi, ngon. Mì bò cấp độ 4. Chữ gì dài là ngon. Mì hải sản cấp độ 4. Sao em vừa cấp độ 4 ta. Rồi, cái trung nè. Nãy giờ con ao ước cấp độ 4 rồi. Lúc. Ê, heo hổ. Thêm nữa. Hai tờ nha. Hai tô mì. Hai tô mì cấp độ 4 đi, cho đã thèm. Mì thập cẩm cấp độ 4. Rồi, một tô. Bà chỉ định. Chỉ định người khác thêm được. Chỉ định người khác thêm được. Rồi. Chỉ xong rồi. Anh Minh ấy, sắp đứt con chuột. Anh Mạnh thì mới ăn, anh Dương thì ăn nãy giờ. Anh Mạnh anh Dương ta. Anh Minh á. Không, anh Minh sắp đứt con chuột rồi. Trời anh em. Trời ơi. Chỉ mình rồi nha các bạn. Mạnh ơi, giờ ông heo hai lượt rồi đó. Rồi đây Mạnh bắt cái Mạnh ơi. Okay. Gì đây? Mì thập cẩm cấp độ 2. Ok lắm. Rồi nữa. Để tôi giỏi cho. Để tôi giỏi cho. Tôi hên lắm á. Hên dữ không? Đó. Mì bò cấp độ 3. Hên dữ chưa? What the hell? Rồi trong này là mình cấp độ 4 nha các bạn. Còn mình là cấp độ 3, cấp độ 2, cấp độ 4. Nhưng mà kêu cấp độ 2 trước nha cô. Tại vì con sợ ăn không hết á. Đúng rồi, chứ để lâu nó lừ ăn ngán á. Dạ. Rồi Minh. Còn con thì con bỏ cuộc. Sao vậy Minh? Nãy giờ ăn hai tô kia no nóc rồi. Thêm cấp độ 4 nữa chứ con ngá thở luôn coi. Sửa cho anh. Rồi, sửa. Rồi vậy là Minh bỏ cuộc người tiếp theo nha các bạn. Thôi, anh đi trước đây gán hắn nha. Anh vừa gán hắn nha. Con bỏ cuộc. Con bỏ cuộc luôn hả? Ăn hết nổi nữa rồi. Con nghĩ là con sẽ ăn nữa chứ. Vậy là team mình còn hai thành viên. Vòng này còn hai thành viên đối đầu với nhau đó nha. Dạ. Vòng thứ 3 bắt đầu. Rồi đây là mì cấp 4 của mình nha các bạn. Đó các bạn thấy chưa? Ớt không luôn nè. Wow. Đó, chỗ nào cũng có ớt hết á. Hồi nãy em ăn cấp 3 đã cay rồi, anh ăn cấp 4 cố lên nha anh Trung. Rồi nghe tụi con đối đầu với nhau đó. Người nào mà dừng trước là người sau phải rút ngắn thời gian là 5 phút nha. Đó với cái tô mì thì cô cộng thêm 5 phút nữa là 10 phút. Ok, cảm ơn cô. Trời ơi, cái vòng chung kết này hồi hộp quá các bạn ơi. Kẻ tấm lạng người nữa cần. Không biết ai sẽ là người thắng đây. Mình sẽ tự tin vào thằng Mạnh thắng. Em cũng sẽ tự tin vào anh Mạnh. Đúng rồi, cái gì nó ba tô. Mì này nó ngon mà nó có đều nó cao các bạn. Cố lên, cố lên. Tại thường không, chốc phút, Đây. Đếm luôn.
minutes later. Có hết tô rồi nha anh em. Ê còn miếng nè, để mình ăn hết luôn nha. Rồi ok hết rồi. Rồi, tôi hai. Cố lên anh Trung ơi. Để tôi làm tô cho. Lấy okay, giấy okay. Ê làm combo đi, làm combo đi. Mì cay cấp 4 này nó cay lắm các bạn ơi. Các bạn thấy cái mồi mình là bạn đủ hiểu rồi đó, mình khỏi diễn tả. Đó, bây giờ cái viên chiên nha. Đã cay rồi mà không chấm tôi lớt chi vậy? Đúng đi. Chấm tôi lớt cho đỡ cay, tại vì tôi lớt này nó không cay bằng này. Ủa ta, sao lại chấm tôi lớt mà đỡ cay? Tôi lớt cay, cộng với bò viên cũng chấm nước cay thì nó phải ra là cực cay chứ. Ai mà biết được. Tôi lột con tôm cho ông á, ông nhớ thắng chia tôi nha. Ừ. Rồi ăn hả? Ừ, ăn đi. Đi lên mình ơi. Nhanh gì nó mới nhanh, tôi bỏ cuộc luôn rồi. Làm đi. Bỏ cuộc coi. Bây giờ là sao bỏ cuộc? Vừa cay mà vừa no nữa cô. Rồi, vậy làm ghê luôn. Vậy là mạnh bỏ cuộc rồi đó Trung ơi. Nhưng mà con nếu mà muốn chiến thắng là bạn hết tôi này. Ghê thôi chứ sao vậy ơi. Cho hộp sữa ơi, cay quá à. Đi nè anh. Muốn phun lửa. Cấp 4 này á là mình ăn vừa nha các bạn, nếu mà cấp 5 á mình sẽ bỏ cuộc á. Hay quá Trung ơi. Vậy là cuộc thi thử thách người cuối cùng dừng ăn mì cay đã chiến thắng. Chúc mừng bạn nha. Mời bạn ăn thôi với lại ăn cay thay đó. Yeah. Win. Hồi nãy anh ủng hộ em á, em nhớ không? Không, anh ủng hộ em. Đúng rồi, vô được là ông cho anh á. Ok, để đi đổi tiền chia ông 100.000. Quyên game mà có tiền rồi được rồi. Ok. Bình thường mình ở nhà mình thích ăn mì cay lắm nha các bạn. Mà hôm nay mình ăn nhiều quá mình no. Em cũng vậy á. Video thử thách ăn mì cay của team mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay chọc like cái kênh nha. Chào tạm biệt. Tạm biệt các bạn.